các bạn nhé. Thì lắng quá lâu mình không có đi, thì mình đổi vào cho các bạn xem nhé. Và nó mình thấy mình đi tắm ở đông thì thấy có một cái sông họ đóng bằng thì có nước, thì mình phải kiếm môi mình để đánh bột, bởi vì đợt này nắng đầu quá. Bởi vì hôm qua là mình cũng đi mua được chén chè để rất đấy, để nam hang cho resort cho các bạn này. Nó tỏ nặng hai con nữa, rất có tròn. Lần này rất đẹp các bạn. Này nữa.
vườn rất chè đẹp. Vườn đẹp. Vườn cái gì chọn. Đây các bạn, chè hôm qua mình lấy về rồi. Chè rất chì đấy kìa. Đấy, hang như mình làm này. Đấy, xóm 60 rồi các bạn. Bởi vì nhà mình làm toàn bằng chè đôi các bạn. Chè đôi thì mới chắc được dẻo. Bật chè này. Quả mình mua được chén chè rất đẹp. Đấy, bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì để lại số điện thoại để vợ chồng mình chế điện nhé. Mình xin chào các bạn nhé.